Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 50 đô la cái token TCL. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm cái nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn start này. Rồi chọn join airdrop. Mọi người sẽ join vào Telegram. Rồi, quay trở lại này, join tiếp vào kênh channel. Chọn join này, quay trở về này, tiếp tục follow Twitter, retweet bài đăng và test thẻ 3 người bạn, chọn theo dõi này. Rồi sau đó ở đây thì mọi người sẽ chọn like và test thẻ 3 người bạn. Chọn tweet lại. Ok, quay trở về. Giao tiếp vào Twitter này. Chọn theo dõi. Quay trở lại. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào Facebook, like và share cái bài đăng đó. Chọn like này. Rồi sau đó kéo lên tìm đến cái bài đăng của nó này. Rồi ở cái bài đăng này, mọi người bấm chọn like cho mình nhỉ. Sau đó là bấm vào chia sẻ và chia sẻ lên Facebook nhé. Chọn đăng này. Ok, quay trở về bot. Sau đó thì mọi người sẽ join vào Instagram. Chọn theo dõi này. Rồi, quay trở lại. Sau đó thì mọi người sẽ đăng ký một cái mail để nó gửi các thông báo đến nhé. Rồi nhập địa chỉ email vào đây. Chọn submit, subscribe. Ok, quay trở về bot. Rồi tiếp vào kênh liên kết này, sau đó retweet lại cái bài đăng ở trong kênh liên kết nhé. Rồi mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng ở đó. Ở đây chọn like và chọn retweet. Và quay trở lại. Bấm chọn registration. Rồi sau đó thì xác minh hình ảnh captcha. Quay trở về chọn hình ảnh tương ứng này. Nhập địa chỉ email này. Rồi tiếp theo nhập địa chỉ ví mạng BSC. Sau đó thì nhập profiling của Twitter. Rồi sau đó mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link retweet nhé. Mọi người trở về Twitter này. Rồi bấm chọn vào avatar, chọn một hồ sơ. Đó là bấm vào tweet và trả lời. Rồi ở đây tìm đến cái bài đăng mọi người đã retweet, sao chép cái đường link liên kết này. Rồi quay trở lại. Rồi tiếp tục chọn I have và rồi chọn thêm một lần nữa. Rồi sau đó thì gửi cho nó profiling của Facebook. Mọi người về lại Facebook cho mình. Quay trở về trang chính của Facebook này. Bấm chọn avatar. Rồi sau đó chọn dấu 3 chấm. Và mọi người sẽ sao chép cái liên kết cá nhân này. Và quay trở về này. Chọn I have rồi. Sau đó gửi cho nó profiling của Instagram. Mọi người copy luôn. Rồi sau đó chỉnh sửa lại username. Rồi tiếp tục chọn I have rồi. Sau đó chọn thêm một lần nữa. Chọn tiếp tục này. Rồi chọn don't. Ok, sau đó thì mọi người có thể bấm trở về menu chính để xem cái thông tin của nó, bấm vào information. Rồi dự án này thì nó sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 4.
Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.